xin mời quý vị và các bạn hãy đưa lên những cái tay tiếp theo, bởi vì anh Kiên xin mời anh Đồng rồi. Tôi chưa nói hết thì anh Đồng lại phải đưa tay ngay không à, chương trình này là rất ý nghĩa. Tôi trả cái này 55 triệu. Vâng. 55 triệu. Vâng, xin còn rất nhiều cái tay, có một cái cánh tay và một cái giá chi chắc, và xin mời một con nữa chị. Một chân. Tôi thì tôi lên đây xem cái này thôi, nhưng phải nói thật với anh em này, cây dối này nó là cây rất đẹp, mình phải nói thật đúng. Tôi thì tôi chuyên về cây to, nhưng phải nói là nếu cây này thì đúng là người ta làm quá lâu rồi, rất đẹp, thực sự là rất đẹp. Nếu mà những người nào mà chơi cây ấy, mà được sử dụng nó, mà nhất là mình chơi vào bonsai ấy, thì chắc cây này là dặm ít có những cây khác. Mặc dù rằng là tất nhiên là tôi thì nếu hôm nay cây này nó ở tôi mà nó có một cái phần chân mà nó đẹp tí nữa thì chắc chắn cây này thì tôi cũng sẽ mua, bởi vì tất nhiên cái chân nó đẹp thì nó sẽ phải là đắt, mình phải nói thật nó sẽ phải là đắt đấy, nhưng mà ngược lại cái phần trên này của nó cây thì rất đẹp. Thế cho nên là những anh em nào mà có những cái đã có những ý thức cái này thì tôi nghĩ rằng là nên lấy cái này để mà chơi, để nó là một cái cây gọi là gọi là đặc sắc ở trong cái vườn mình, nó cũng là cây thương hiệu của mình luôn. Cây này là cây cực kỳ đẹp. Đấy, rất đẹp. Anh yêu ơi, giá bao nhiêu nhỉ? 55 triệu rồi lắm. Em cũng anh yêu ơi, ngắt lời tí em xin ý kiến của ông anh em một chút. Một trong những người đang sở hữu một tác phẩm dưới danh gia vọng tộc, anh cũng cho một vài ý kiến cho anh em yêu dưới, đặc biệt là anh em yêu cây cảnh hiểu hơn về giá trị của nó. Là anh cũng xem là tác phẩm này có hợp gu của anh không, chứ là nói về cái gu, nhiều lúc chúng tôi đi quay là cứ thấy hiệu là cái dáng nó hơi cao cao tí là anh cũng hay muốn sở hữu. Thì hôm nay là một trong những cái cây mà dưới u cục như này, lên tận đầu, răm thì rất là dày và cắt giật rất là nhiều rồi. Cái giá trị của nó như thế thì không biết là như thế nào. Thì hôm nay là anh của Trung Quốc Sai, anh Thành Vàng Ninh Bình, mình sẽ mời anh Thành có một vài ý kiến nhá. Thế nhưng mà anh có thích tác phẩm này không? Xin mời anh. Kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể các nói về sinh vật cảnh thì hôm nay tôi xin được nói về riêng cây dối. Nói về cây dối thì các cụ chúng ta đã biết rằng cây dối nó là cây thần tài. Cây thần tài mà cây thần tài thì được trồng ở trong nhà đấy và được rất là tôn trọng. Chính bản thân tại sao người ta gọi nó là hoàng mộc, hoàng tức là vàng, mộc tức là cây, cây hoàng mộc, bởi vì quả của nó vàng và rễ của nó là vàng. Thế chính vì thế cây này người ta gọi là cây thần tài. Cây này nó rất quý, nếu như ai mà chơi nó thì nó giống như là một vị thần tài ở trong gia đình để bảo vệ và trông giữ, cũng như là phù thủy chúng ta làm ăn phát triển kinh tế. Thì nói về cái cây dối này thì trong cái dòng dối thì các bạn biết rằng nó rất nhiều loại dòng, nhưng nếu như mà cây dối lá nhỏ chúng tôi gọi cái dối này gọi là dối vẩy ốc, mà dối vẩy ốc thì rất quý, nó giống như Nam Điền đấy, ví như cây xanh Nam Điền đấy, lá xoăn da vàng đấy, bệ bãi đẹp dễ củ sắn. Thì cái cây dối này thì các bạn biết là một năm nó đổ lộc mùa một lần vào tháng 2, tháng 3. Còn đến mùa đông này thì nó sẽ rụng hết và nó đổ lộc rất xanh tươi, cây rất bền vững. Đấy, nó cổ mộc và tuổi thọ của nó thì thiên nhiên vạn đại rồi. Thế nên là hôm nay thì tôi cũng chia sẻ một số những cái kinh nghiệm và cái quý của cái dối nó như thế. Thế nên là tôi xin giới thiệu về cái dòng cái giống cây hoàng anh mộc như thế, xin mọi người tham khảo và cùng nhau đấu giá. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn bác Thành đến từ Ninh Bình, và là bác đã có kinh nghiệm chơi dưới rất là lâu năm, trong vườn này bác có rất nhiều cái tác phẩm dưới. Vâng, và cái thời gian đấu giá tiếp theo thì anh Trung, anh có cái ý kiến nhận xét như thế nào để tiếp tục cái anh ơi, giá bây giờ là bao nhiêu thì nhỉ anh nhỉ? 55 triệu rồi. 55 triệu rồi. Còn ai có ý kiến không nhỉ? Một trong những tác phẩm quá đẹp. Úi giời ơi, sao thế? Mưa. Thôi, không sao đâu. Hôm nay là thành công lớn rồi. Sao đâu ạ?
Hôm nay như thế là thành công lớn rồi. Mọi người đừng có để ý đến đường ống nước ạ. Đúng rồi, hôm nay là nước sạch của Nga Sơn là ưu đãi là giám đốc Hoàn Lê đâu rồi. Một trong những người chuyên... Anh Hoàn Lê đâu nhỉ? Anh Hoàn Lê hôm nay là rồi sao? Mọi nước sạch, mọi nước sạch hôm nay là phun tự nhiên. Mà chủ trong những giám đốc. Vâng, anh Trung, anh Trung tập trung vào cái buổi đấu giá đi ạ. Không nói đến nước, đến 55 triệu là giá của anh Kiên, một trong những chủ tôm cây công trình, chủ tôm của 55 triệu là anh Kiên hay anh Đồng nhỉ? Anh Đồng. Anh Đồng nhỉ? Đấy là anh Đồng chứ không phải anh Kiên đâu. À, trời, thật ra cứ chung chung một cái giá 50 triệu lần thứ nhất đi. 55 triệu. À, 55 triệu. Rồi. Và mời mọi người anh em nào mà tiếp tục cho một cái ok hơn Trung Hoa Sơn ra có thể lên đây. Vâng. Thực ra là bây giờ là mình cũng mỏng những ý rồi. Anh em hết sức thông cảm. Để cái chương trình hôm nay là cũng là dành riêng cho Thích Quang Sang. Mặc dù là để mà tổ chức một cái chương trình này ấy, không phải ai nói ra là làm được đâu. Vâng, đã có ngay là tay tiếp theo của anh Phúc đến từ Hà Liên. 55 triệu, lần thứ nhất. Xin mời anh Hưng nhờ, ta có thể lên đây thay Trung Hoa Sang một tí được không? Anh Hưng là một trong những người cũng rất giỏi. Cho anh theo chú Đồng một chút nhỉ. Vâng. Giá của anh nhỉ, 55.999.000. Đúng rồi. Vẫn là con 9, nếu như 990.000. Anh Phúc luôn luôn đuổi theo một cái giá rất là ý nghĩa. 59.990.000 à. Còn để mua một cái tác phẩm chuối mà có nhiều con 9 thì giá trị cũng rất là hay. Nhưng cái 99 thì tôi thích hơn nữa. Không được. Vâng, anh Kiên có còn cái con số 9 nào hay hơn không ạ? Anh Đồng có còn con số 9 nào hay hơn không nhỉ? Anh em xem kỹ đi, như tác phẩm như này. Vâng, anh Trung bonsai tiếp tục làm việc đi ạ. Bonsai nhiều khàn hết cổ rồi. Vâng, chờ con 9 tiếp theo mà. Có lẽ anh Đồng và anh Kiên đang còn 59.990.000 đồng rồi. Xin mời tất cả những cái tay mà hiểu được giá trị của nó đi. 55.990.000. 55.900.000 anh Trung ạ, không phải là 59 đâu. Vâng, Trung rồi. 55.999.000. Xin mời anh Đồng nhờ. 60 triệu xuống 1 nghìn đồng. Vâng, xin mời anh Đồng. Xin mời anh Đồng. Chợ cái này 62 triệu. 62 triệu. Xin chúc mừng anh Đồng đã có cái giá là 62 triệu. Tôi có rất nhiều anh em nhé, mà khi mà chúng tôi sai vào bất kỳ một nhà vườn nào có những tác phẩm nó quá là bình thường. À, cũng thông cảm cho chúng tôi sai, cũng như bonsai thương hiệu nào một trong những cái lúc mà báo giá đây thì là do chủ nhà vườn người ta báo giá. Có những tác phẩm anh em hiểu giá trị đích thực của nó cơ, thì anh em mới đánh giá được cái giá trị của nó. Nhưng nhiều khi là mình cứ báo tiền tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, như cây của mình nó chỉ ở mức độ như nào đó thì anh em tự cảm nhận thôi. Vì Trung Bonsai cũng như Bonsai Kỹ Hiệu đi đến rất nhiều nhà vườn rồi, quay cũng như là phản ánh, là phóng sự một số nhà vườn. Vì tác phẩm này hiện tại đang là 62 triệu đấy anh nhỉ? Vâng, 62 triệu. Thì có ai... Và con số thì cũng sẽ ít thôi. Có rất nhiều đại gia Nga Sơn. Nếu như không có cánh tay tiếp theo thì anh Đồng vẫn giữ lại cái tác phẩm dưới ở Nga Sơn. Thì Bonsai Kỹ Hiệu vẫn ủng hộ anh Đồng với cái quan điểm đó. Bởi vì cái tác phẩm dưới này Bonsai Kỹ Hiệu sở hữu 6 năm. Thấy rất có nhiều cái ưu điểm của nó. Bởi vì lá nhỏ mà thân thì không có những cái vết cắt lớn. Nhiều rất là u cục và đường chạy quá là đẹp. Đấy mà mới có cái giá như vậy thì quá chi là rẻ đúng không mọi người nhỉ? Bác Hòa Taxi nhỉ? Bác Hòa Taxi đang đánh giá cây này nó phải là em 100. Vâng. Em Nghi đang tham khảo một trong những chàng trai trẻ của Hà Trung. Tham khảo ý kiến của chú Hà xem nào. Vâng, cũng tác phẩm dưới mà cái tác phẩm dưới của Bác Hòa Taxi nó rất là nhiều tỷ. Nhưng cái tác phẩm dưới của nhà anh Thức thì nó chỉ có một tí tiền thôi quý vị ạ. Một cái lọc lá của cái tác phẩm của Bác Hòa Taxi thôi mà quý vị còn ngần ngại thì tôi thấy là nó cũng đang còn phải tính toán về cái lối chơi của mình. 62 triệu lần thứ nhất. Xin mời anh em. Vâng, mọi người quyết định nhanh không, tôi đếm 62 triệu lần thứ hai là không còn cơ hội đâu ạ. Không phải đi đâu xa hết. Hình như tác phẩm như thế này hơn một chút đâu ạ. Tờ xin nhận là lần thứ 3 vẫn không được và đang phải để cho chú Đồng 62.999.000. Anh Hiệu ơi, anh tỉnh hơn, anh nói với ông cái
62.990.000. Vâng anh em. À 99.000. Vâng anh cũng chỉ là những con số 9 không rồi. Nhưng mỗi con số 9 thì nó rất là ít. Nếu như tôi vẫn đợi cái con số 99 nhưng có lẽ là khó. Còn cái con số 99 của anh Phúc là không biết là có chốt không được nhỉ. Thì xin mời anh Trung xem còn cánh tay nào để nó cao hơn cái con số 9 mà anh Phúc vừa đưa ra không ạ? Anh ơi bao nhiêu được nhỉ? 62.999.000. Còn ai có cánh tay nào giơ tay không nhỉ? Anh Hương ơi, một trong những người xin mời đồng anh em đâu. Xin mời em Trung. Trung nào, giờ những chàng trai trẻ mà không sở hữu những tác phẩm này rất là tiếc đó, rất là tiếc đó. Có lẽ anh đếm đi anh Trung ơi, đếm đi để cho cái công việc buổi chiều chúng ta được thuận lợi hơn chứ không. Anh ơi, anh chuẩn về số, anh đọc cho em cái. 62.999.000. À 62.999.000. Rồi ok. Còn kém 1.000 là đầy 63.000 đấy anh Trung. Vâng. Có ai còn kính tay không nhờ? Có lẽ là tác phẩm này thuộc anh Phúc rồi anh em ơi. Còn đề nghị anh Trung đếm đi ạ. Còn chủ sao đằng nữa cũng à, anh Phúc cũng ở Nga Sơn và anh Trung. Em rất thích anh em bên ngoài ở sở hữu tác phẩm này, một trong những cây đẹp quá để mang cái ý nghĩa. Cho anh Trung đếm đi anh Trung ơi. 2.990.000 đồng lần thứ nhất. Có ai không? 62.999.000 lần thứ hai. Nói gì à? Có những thời điểm mà tác phẩm hơn 100.000.000 mà Trung con sai và con sai dữ liệu không muốn xuất ra khỏi Nga Sơn. Nhưng mà hôm nay thì không biết như thế nào. Không biết anh em nào có thực sự ủng hộ Phúc Quang Sai không? Thực ra hôm nay mình cũng xin đính chính lại là tác phẩm này cũng có một mạnh thường quân rồi đã ủng hộ anh Phúc Hiến Tinh trong vùng ca tác mà chuẩn bị cho buổi giao lưu biên cảnh Tây Nghĩa của huyện Nga Sơn này. Thì cũng rất mong là có một gì đó kỷ niệm với anh em đến đây tham dự. Thì cũng rất mong là anh em cảm nhận nó với cái giá đích thực của nó để ta có thể sở hữu tác phẩm này. Anh Hiệu ơi, vâng anh đếm 62.999.000 lần thứ 3 cho tôi giác cổ quá rồi anh Trung ạ. À, còn ai không nhờ? Xin chúc mừng anh Phúc đã sở hữu tác phẩm giới và đồ Việt Nam này. Và vẫn là anh Phúc, vẫn là những người con của Vương Nga Sơn. Vâng, xin chúc mừng anh Phúc và đến đây một năm nay. Rồi à, cuộc đấu giá đến là mắt ra nhà vườn Xuân Quân 2. Vâng, xin chúc mừng anh quá đi ạ. Quá đẳng cấp. Xin mời rất nhiều. Xin mời anh Nhung Học Tiên. Vâng, chúc mừng anh. Ngày sở hữu trước đây thì nó được cái bắt tay nhỉ anh Cung nhỉ. Vâng, xin chúc mừng anh. Một tác phẩm vừa rất là đẹp đã về vườn cảnh Quất Phúc. Vâng, xin mời anh. Ok nhá. Thank you.